Rồi, xin chào chị ha. Nay có cái chậu Dendro xưa, cây này cái Distiller hoa vàng ha. Cây này rất là xưa rồi. Cây này có ưu điểm là thân rất là mập, lá tròn, xếp rất đẹp ha. Thân cực kỳ cao, này hàng giống thôi, còn khi cái gì trồng đạt đó, nó sẽ lên tầm khoảng là 2 mét. Nếu mà trồng thiếu nắng chút lên khoảng 2 mét rưỡi luôn chị. Cái này 2-4 thân ha, mắt mũi còn nguyên nè. Này trồng sơ dừa cây khỏe ok rồi. Cây này cây rừng nha. Rừng van 3. Bông bình thường của nó là màu nâu, còn cây này cây đột biến nó hoa vàng. Thân nó cao tầm khoảng hơn 20 xăng như thế này. Này 25 nè. 25 20 này mầm con đang lên ha. Thân già này cắt nó ươm thoải mái ha. Chậu này chậu 14. Rồi anh chị nào muốn sưu tầm thì mình tham khảo liên hệ nha. Cảm ơn các anh chị đã xem video ạ.